Audio Jungle. Chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi. Thì clip này mình qua cho bà con xem về cái mô hình và cái kỹ thuật trồng nghệ đạt năng suất cao. Thì gần đây thì bà con đều biết á, cây nghệ nó có rất nhiều công dụng trong đời sống của con người. Thứ nhất là sức khỏe và làm đẹp. Thì về cái việc đầu tiên mình cũng hướng dẫn cho bà con đó là cái công việc làm đất. Thì cây nghệ là một trong những cái cây thân ngầm thường trồng để lấy củ, nên rất cần đất có độ tơi xốp cao này và có nơi thoát nước rất là tốt. Thì mọi người thường trồng nghệ thì đơn giản như nông dân ta thì trồng quanh nhà, nói chung là trồng ở hàng rào đó. Nhưng mà với mà bà con trồng với diện tích lớn á, trồng để kinh doanh á, thì chúng ta phải trồng đúng kỹ thuật trên những luống đất cao và có độ thoát nước tốt. Cái đó là cái lưu ý mình nhắc nhở bà con. Và cái thứ hai đó là cái vấn đề là đất. Thì đất chúng ta phải cày bừa kỹ nè và mịn, nên luống khoảng từ 20 đến 25 cm, rộng từ 1 đến 2 m. Rộng từ 1 đến 1,2 mét. Và cái chúng ta bón về bón phân chuồng á, thì đối với mà phân chuồng thì chúng ta bón trên 1 hecta thì tầm khoảng cỡ 20 đến 25 tấn phân chuồng và 300-400 kg là phân lăng cho 1 hecta chúng ta trồng nghệ đó. Thì cái lượng phân mà nên bón vào từng chúng ta nên bón vào từng cái rãnh mà có luống, chúng ta đã tiết kiệm được cái chi phí tối đa. Thì tùy vùng mà chúng ta có những phương pháp trồng nghệ giống khác nhau. Có vùng á thì trồng theo luống, có hàng chúng ta dễ chăm sóc và dễ thu hoạch. Thì cũng còn có vùng chúng ta trồng nói chung là lộn xộn, chúng ta không có theo hàng lâu lớn, chúng ta trồng lộn xộn. Đó là tùy vùng của bà con nông dân. Thì nếu chúng ta trồng theo hàng á thì chúng ta dễ chăm sóc, dễ thu hoạch và dễ quản lý. Thì công tác mà chăm sóc làm cỏ rồi bón phân là nó cũng dễ hơn là chúng ta trồng lộn xộn. Nếu chúng ta trồng lộn xộn, thứ nhất là chúng ta không có hàng lối để đi vào. Cái thứ hai nữa, công việc mà làm cỏ rồi thì nó cũng rất là khó khăn. Thì về cái cỏ, đối với cây cây nghệ thì chúng ta cũng có thể dùng những cái loại thuốc cỏ sinh học á, chúng ta phun thì nó cũng rất là hiệu quả, nó không ảnh hưởng đến cây nghệ, nhưng mà cỏ là chết hết. Cái đó là cái lưu ý mình nhắc nhở cho bà con á. Thì về vấn đề thứ hai nữa là trồng nghệ, thì cái công việc mà chọn giống là công việc quan trọng nhất. Chúng ta phải chọn những cái củ nghệ mà chất lượng cao nè, không hư hại và không bị thối. Và nếu củ mà có nhiều nhánh á thì chúng ta phải tách các nhánh nó ra nha. Mỗi nhánh chúng ta trồng một hố thôi, chứ đừng lấy một củ bự chúng ta trồng thì nói chung nó cũng rất là phí, không nên. Và đất xẻ chúng ta phải đánh từng rãnh ra. Nếu bón phân theo rãnh chúng ta thì khiến cho cây nó có độ tơi xốp hơn và nó phát triển mạnh hơn. Thì chúng ta sau khi trồng chúng ta phải lắp một lớp đất từ 2 đến 5 cm và đặt cái củ nghệ lên trên với khoảng cách từ 20 đến 25 cm một củ, và hàng cách hàng khoảng từ 30 đến 35 cm. Cái điều lưu ý là khi lắp đất xong á, phủ luống bằng rơm rạ, chúng ta tưới nước cho nó có độ ẩm. Và sau 5 đến 7 ngày á thì vào mầm nghệ bắt đầu nó xuất hiện lên và trồi lên mạnh mẽ. Thì nếu mà cái hốc nghệ nào mà không mọc được á thì chúng ta đi trồng dặm lại và trồng đồng đều để nhằm cho thứ nhất là cái hiệu quả năng suất của cái diện tích mà chúng ta trồng gần như đó sẽ được năng suất cao. Cái đó là mình khuyên bà con. Thì cái công tác của trồng thì cái chọn giống cũng rất là quan trọng nha. Gừng thì có nghệ thì có hai loại, nghệ đỏ và nghệ vàng. Thì hai cái loại nghệ đó bà con ta hay bị nhầm lẫn nhau. Đó là cái vấn đề mà trồng nghệ. Và cái giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn mà chăm sóc nghệ đó. Thì mình cũng nói với bà con là sau khi mà trồng từ 20 đến 25 ngày á, thì khi nghệ được 5 đến 6 lá thì ta tiến hành bón thúc bằng phân kali và vuông góc lên để cho củ nó phát triển tốt và lớn nhanh. Đó là cái mình khuyên bà con á. Và cái điều lưu ý khi mà chăm sóc nghệ là cây nghệ chúng ta trồng để lấy củ, nên nếu lá nghệ tốt quá thì chúng ta nếu mà tốt quá chúng ta có thể nên tỉa các lá ở gốc để cho cây nó nuôi dưỡng chất tập trung vào gốc nghệ, thì lúc đó nó mới tập trung nuôi vào gốc thì củ nó mới lớn được. Chúng ta nuôi tốt quá thì tập trung nuôi dưỡng vào lá thì cái củ chúng ta rất là nhỏ, có thể là một số trường hợp là có một hai củ thôi. Và cái điều lưu ý nữa là chỉ tưới đủ độ ẩm vào và vuông xới cho đất tơi xốp để tạo điều kiện cho nghệ nó phát triển nhanh. Đó là cái lời khuyên mình khi cái việc mà chăm sóc nghệ đó. Và vấn đề thứ tư nữa là vấn đề thu hoạch và bảo quản. Thì ở Tây Nguyên, Đắk Lắk chúng ta thì thường trồng nghệ vào tháng 11, tháng 12.
Còn ở miền Bắc ấy, thì người ta cũng trồng muộn hơn, đó là tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Nói chung là tùy vùng chúng ta trồng có những giai đoạn khác nhau. Và cái điều quan trọng nữa là khi mà thấy cây nghệ nó không mọc lá non á, thì lúc đó là nó đã già rồi, thì đã bắt đầu khô ở mép lá, ngã vàng nhạt. Thì lúc này ta có thể đào thử lên một số vài cung nghệ lên, thì nếu mà thấy cái vỏ củ có màu vàng sẫm á, da bóng á, đầu củ có màu vàng sẫm á, thì lúc đó chúng ta có thể thu hoạch được rồi. Đó là cái điều quan trọng, và đó là cái điều quan trọng để bà con chúng ta chưa ai nhận biết được cái củ nghệ nó già hay là chưa già. Và có thể thu hoạch bằng cuốc thì nếu chúng ta mà trồng trên diện tích mà vừa và nhỏ á, còn diện tích mà lớn thì chúng ta có thể dùng máy để cày xới sát gốc và thu hoạch sẽ nhanh hơn. Thì sau khi mà thu hoạch xong á, thì bà con đem cây nghệ về nhà cắt vứt bỏ thân lá, và chúng ta thu được cái phần củ của nghệ. Thì những cái củ nào kém chất lượng á, thì chúng ta có thể đem đi bán, còn những củ nào mà tốt á, thì chúng ta có thể là giữ lại và làm giống cho vụ năm sau. Thì đó là cái những cái ý chính và những cái phương pháp kỹ thuật về trồng cây nghệ. Thật chất ra cái củ nghệ chúng ta trồng nó rất là đơn giản, thì nếu chúng ta kinh doanh nó muốn đạt năng suất cao thì mình cũng hướng dẫn sơ vào cái quy trình mình nói trên từ đầu đến cuối rồi, thì bà con có thể tham khảo được cái quy trình của mình. Thì một lần nữa mình cũng chúc cho bà con và các bạn có một cái mùa nghệ bội thu, đạt được năng suất cao và dồi dào. Thì so với năm 2017 thì thật sự là cái củ nghệ nó được bà con tiêu thụ, nó cũng rất là thông dụng và sản lượng không đủ để cung cấp cho bà con nông dân và mọi người ở mọi miền ở trên Việt Nam chúng ta. Thì một lần nữa các bạn cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video tiếp theo ở bên trái cây cây mùa lắc, thì mình luôn quay những video để cho con xem về những cây trồng khác nhau, gừng nghệ ớt, rồi nói chung là tất cả cây trồng, và cũng có thể cho con tham khảo về những nông dân nào ai có hướng và chuẩn bị trồng thì sẽ có được định hướng mình và cách trồng chăm sóc. Thì cái vấn đề đó là những vấn đề quan trọng nhất của bà con nông dân chúng ta. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi những video, mình sẽ luôn cập nhật những video hay cho con xem ạ. À.